Xin gửi lời chào bình yên, cầu chúc mọi điều may mắn và tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe bộ sưu tập truyện trinh thám Z 28 của tác giả Người Thứ Tám. Đòn phép điệp báo, chương 7. Trương Thiểu vội lái câu chuyện. Anh đồng ý với em, tuy nhiên vấn đề kỷ luật của trung tâm không mảy may liên hệ gì đến việc em cho anh biết những chi tiết của cuộc tiếp xúc với bọn bắt cóc. Bề ngoài thì không, nhưng nghĩ kỹ thì có. Trương Thiểu nổi da gà đầy mình, tại sao nàng lại quả quyết như vậy? Hắn muốn hiểu lý do xong lại không dám hỏi, dường như hắn bắt đầu sợ sự thật. Khi ấy, nàng cũng có tâm trạng như hắn, nàng chợt ôm lấy vai hắn giọng run run. Em sợ lắm anh ơi. Hắn an ủi nàng. Có gì mà sợ? Em sợ là không làm tròn công tác. Vì danh dự, bổn phận, em phải dẫn anh an toàn ra khỏi miền Nam theo lộ trình FM đã định. Bọn bắt cóc cháu Trường ra lệnh cho em phục vụ trên lộ trình này. Thế tất nhiên họ đã có kế hoạch cưỡng bắt em phải nghe lời họ. Nhưng cho đến nay, họ chưa ló mặt. Em vẫn có cảm tưởng là thằng Trường sắp được trả tự do. Em mừng vì sắp gặp được con sau 2 năm Trường xa cách. Xong em lại sợ. Em sợ họ không thả bé Trường à? Không, em tin rằng họ sẽ giữ lời hứa. Đàn ông các anh, nhất là đàn ông quen với nếp sống hành động nghề nghiệp, thường có thành kiến lời hứa là dễ lộn. Kể về kinh nghiệm các anh có lý, nhưng các anh lại thiếu sự nhạy cảm kỳ lạ của giác quan thứ 6. Giác quan của em cho em biết là bọn bắt cóc cháu Trường sẽ triệt để tôn trọng cam kết. Em không sợ phía họ phản bội, em chỉ sợ hoàn cảnh xô đẩy sẽ phải phản bội tổ chức. Em chỉ sợ một ngày nào đó, một lúc nào đó, em không muốn mà vẫn phải làm. Em rất muốn trung thành với tổ chức, nhưng vẫn phải lừa dối tổ chức. Tuy nhiên, em vẫn không ngừng hy vọng. Hy vọng là họ sẽ không đưa ra những điều kiện để lôi em vào con đường phản bội chứ gì? Không, lần này anh lại đoán sai. Em không ngừng hy vọng là sẽ gặp lại anh, gặp lại người bạn thuở nhỏ, gặp lại người tình. Em đừng nói nữa, nếu không anh lại khóc òa lên bây giờ. Tại sao em lại không ngừng hy vọng gặp lại anh? Vì trên cõi đời ô trọc này, tất cả chỉ là giả dối, chỉ riêng anh hiểu được em. Chỉ có anh mới nghe nỗi tâm sự thầm kín của em. Thật vậy, chỉ có anh mới biết rằng em là đứa con gái được cha mẹ dạy dỗ từ tấm bé là không nên trung thành. Và khi cần thì phải đạp lên sự trung thành ở dưới gót giày. Em nói thật đấy, em không đạo đức giả đâu. Từ khi em phải giã từ Hà Nội, từ giã phố Hàng Đào thân yêu mà chúng mình đùa chơi với nhau hàng ngày, em đã được học bài học nhập môn của sự phản bội trong sự trung thành. Cha em hợp tác với người Pháp, với người Nhật, đồng thời hợp tác với đồng chí Văn tại Tân Trào. Vì vậy, cha em sống sung sướng tại Hà Nội, trong khi anh em cách mạng vào tù ra khám, bị tra tấn, sát hại khi di cư vì kháng chiến. Ai cũng khổ cực, thì gia đình em ở Phủ Giao Quan vẫn có dăm bông và rượu sâm banh thả dàn. Nhờ ủy ban hành kháng sở tại, cách mạng ruộng đất cha em tiếp tục sống phơi phơi. Đến khi Hải Phòng được hoàn toàn giải phóng, chiến dịch đăng ký kiểm kê được phát động, vẫn không ai dám động tới lông chân của cha em. Như vậy, thì trung thành ở chỗ nào, phản bội ở đâu? Bảo trung thành không đúng, vì cha em bắt tay đế quốc làm giàu trên xương máu nhân dân. Nhưng bảo phản bội cũng sai, vì cha em đã tài trợ cho khu chiến Tân Trào. Cha em đã lo liệu mọi vật dụng cần thiết cho Bác Hồ và chú Đồng. Cha em lại có một lô con rể thành phần công nông xuất thân, có công lớn với kháng chiến, có thành tích vinh quang trong đảng. Nói như thế thì em sẵn sàng phản bội tất cả phải không? Anh lại sắp sửa đả kích và miệt thị gia đình em. Cha em chết rồi, dư luận thường kính trọng người chết, không bới móc dĩ vãng. Nhưng em không xin ân huệ đó. Em bênh vực cha em vì cha em làm đúng nhiều điều. Bằng chứng là suốt đời chúng em chưa hề bị cha phản bội. Đứa nào cũng có chồng con đàng hoàng, dư tiền tiêu pha, có hạnh phúc. Em mang dòng máu của cha em. Thế tất vấn đề phản bội hay trung thành, đối với em, chỉ có một ý nghĩa rất giới hạn. Anh hỏi thật em đang giữ chức vụ nào trong đảng? Câu hỏi của anh thật hóc búa, song đối với em thì nó lại đơn giản như 2 với 2 là 4. Và lại em chả có gì phải giấu giếm, đòn phép với anh cả. Muốn giữ một chức vụ trong đảng, bất kể là cấp cao hay cấp thấp, điều kiện tiên quyết là phải được kết nạp vào đảng và bản thân có thích nhập đảng hay không. Anh không lạ gì ở miền Bắc hiện nay, cũng như ở những nơi nào đảng là chính quyền là đảng. Có hàng vạn triệu người ngày đêm khấn vái để được thu nhận làm đảng viên. Riêng em thì em dứt khoát từ chối. Đồng chí Quát chồng em nói anh ấy sẽ vi phạm nội quy nếu thành hôn với người ngoài đảng, cho nên anh ấy đã đưa em vào tổ chức, mặc dầu em không muốn, mặc dầu em không hề ký đơn gia nhập và sau đó cũng không tham gia sinh hoạt nội bộ. Một hôm ở Bắc Kinh, chồng em từ sứ quán về nhà,
Báo tin em biết là em đã được đảng đoàn trong Sứ quán Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng thanh bầu làm phó bí thư. Phó bí thư là một chức vụ khá lớn. Trong các phiên họp nội bộ có quyền át giọng cả ông cố vấn, nghĩa là chức vụ hành chính thứ hai đứng sau ông đại sứ. Em đáp em vào đảng từ khi nào mà được bầu làm phó bí thư, thì chồng em cười nói, lâu rồi. Em hỏi, lâu là mấy ngày, mấy tháng? Chồng em cười to, rồi nói, đảng viên mấy ngày, mấy tháng thì mới bằng hột bụi dính dưới gót giày của đồng chí phó bí thư chi bộ. Chồng em giải thích thêm là theo hệ thống, trước khi nhập đảng phải hoạt động ít nhất là 3 năm trong đoàn thanh niên lao động. Nếu xét thấy đáng tin cậy thì mới được chấp nhận làm đảng viên dự bị. Thời kỳ dự bị này kéo dài từ 6 tháng đến 2 năm. Sau khi làm lễ tuyên thệ, phải phục vụ thêm 2 năm nữa mới được cất nhắc lên chức vụ chỉ huy trong chi bộ. Rồi từ chi bộ lên huyện bộ, tỉnh bộ, xứ bộ, mỏi chân rụng gối mới trèo lên được tới cấp ủy ban trung ương như đồng chí Quát chồng em. Em thì làm quan tắt, từ bạt đinh nhảy vọt lên cấp phó bí thư. Nếu em chịu khó hoạt động, em còn trèo cao hơn thế nữa. Nhưng em không tiếc làm gì cả. Em dành tất cả thời giờ cho con. Những sự kiện này chứng tỏ liên hệ của em với đảng chỉ là nhu cầu giai đoạn, nhu cầu thường trực. Còn nhu cầu vĩnh viễn của em là đứa con trai. Em sẵn sàng làm bất cứ việc gì để cứu nó. Và nếu anh muốn dùng danh từ sẵn sàng phản bội tất cả, thì em cũng không phản đối. Anh thành thật xin lỗi em. Bây giờ thì người bạn ngày xưa của em có lẽ đã hiểu được em rồi. Nhưng vẫn còn một điều. Anh nhận thấy bà Điệp ngày xưa là một cô gái ẻo lả. Thấy con kiến cũng không dám giết. Thấy con thằn lằn thì hét lớn như bị rắn cắn. Còn bà Điệp ngày nay, bà Điệp trước mặt anh. Gớm. Anh nói chuyện bóng bẩy và cầu kỳ như nhà thơ. Anh băn khoăn tại sao em giỏi võ, phải không? Trương Thiều thở ra, giọng kinh ngạc. Phải, điều làm anh ngạc nhiên đến choáng váng là võ công cao siêu của em. Bạch Điệp cười. Từ lúc gặp anh trên đường vòng núi lớn đến giờ, em chưa hề sử dụng nghề mọn. Thằng cha đánh xe ngựa lại tâng bốc em chứ gì? Cũng phần nào thôi. Anh vốn là con nhà võ. Cha anh đánh côn rất khá. Mẹ anh xuất thân từ dòng họ Nùng, lấy kiếm cung làm phương tiện sinh nhai nhiều đời. Hồi còn nhỏ, anh đã học được nhiều bí truyền. Khi qua Liên Xô, học tại trường Cucino, anh đã đoạt được đai đen nhu đạo và được tuyên dương thành tích về cận vệ chiến Sambo Nga La Tư. Tuy anh chưa phải là võ sư, nhưng không phải là tay mơ trong nghề. Anh chỉ nhìn trong mắt của đối phương, nghe hơi thở của đối phương, nghe bước đi của đối phương là ước định được cấp đẳng võ thuật của đối phương. Em có trong mắt sáng như điện, hơi thở tròn và dài, bước đi êm gọn, như thế tất nội lực phải cao siêu, lại còn bàn tay em. Anh có cảm tưởng là em bóp sỏi cũng vụn. Chắc hẳn anh còn nhớ hồi ở hang đào em yếu như sên. Cha em cho uống thuốc bổ rề rề mà thân thể em vẫn bé như cây tăm. Em không thích vận động chân tay chứ đừng nói là học võ. Sở dĩ em học võ là do tình cờ. Gia đình em tản cư về vùng rừng núi Phủ Nho Quan. Gần đấy có một ông sư sống từ lâu trong cái hang đầy rắn rết. Không ăn cơm, không biết đến thịt cá. Quanh năm ngày tháng chỉ uống nước suối và nhai lá cây trừ bữa. Vậy mà vẫn đỏ da thắm thịt và luôn luôn khỏe khoắn. Bí quyết giúp ông ta sống lâu và không bệnh tật đó là thuật đề khí. Thuật đề khí nôm na là thuật vận dụng hơi thở để biến thân thể thành nhẹ bỏng như nạm bông gòn hoặc nặng chình chịch như khối đá cứng. Thật ra nó còn là phương pháp chữa bệnh tài tình. Ông sư già đã dùng thuật đề khí để chữa bệnh cho một số dân chúng trong vùng. Các bác sĩ Tây Y chữa em không nổi. Cha em bèn dẫn em đến gặp ông sư già. Ông sư già hái một nắm lá trong rừng đưa em mang về sắc thuốc. Mới uống được một tháng, em đã khỏe trông thấy, dần dà em lên cân. Cái đồn điền của cha em chỉ cách hang núi của ông sư già non nửa cây số, nên em đến thăm ông hàng ngày. Ông thấy em ngoan ngoãn và hiền lành, nên truyền bộ thần quang thủ pháp cho em. Tức là bộ quyền tập cho hai bàn tay rắn như sắt, phải không? Không hẳn là như vậy. Theo thông lệ, người ta luyện cho bàn tay cứng như sắt. Nhưng bộ thần quang thủ pháp lại vừa luyện cứng vừa luyện mềm. Nói đúng ra, em chẳng mất bao nhiêu công phu tập luyện. Mỗi ngày ông sư già bảo em ngâm bàn tay xuống dòng suối gần am. Nước suối lặng như nước đá. Ngâm như thế đủ 3 tháng 10 ngày là gân tay đạt được mực độ cứng mềm. Sau đó em học phép đầy khí. Qua đến tháng thứ 6 em học cách nắn bóp và điểm huyệt. Nếu đối phương tài nghệ trung bình, em chỉ cần nắm bóp là xương gãy vụn. Còn về điểm huyệt, ông sư già chỉ dạy em vón vẹn có một đòn. Tuy là một đòn nhưng rất hiệu nghiệm. Đòn này chưa hề được dạy trong sách võ nào cả. Ông sư già không nói tên đòn này là gì, ông chỉ dặn em không được truyền lại cho người khác và nhất là không được lạm dụng. Em đã thi thố đòn này lần nào chưa? Có, hồi chồng em còn sống, một gã đàn ông chặn em dọc đường ban đêm toàn hãm hiếp, miễn cưỡng em phải ra tay. Em điểm ra ngoài huyệt si công mà hắn cũng suýt chết. Huyệt si công là huyệt ở giữa lưng bàn tay ấy à? Phải. Theo chỗ anh biết, đó chỉ là mê huyệt.
dầu là võ sĩ đệ tứ đẳng đai đen huyền nhu đạo, điểm huyệt si công của một võ sinh tầm thường thì cũng chỉ có thể làm tê bại bàn tay trong chốc lát, trên bàn tay làm gì có huyệt chết. Đồng chí Quát, chồng em cũng nói như vậy, vì thế đòn điểm huyệt của ông sư già mới có tính chất bí truyền. Nhưng kìa, chúng mình gặp nhau đêm nay đâu phải để bàn luận võ thuật, đã quá giờ rồi đấy. Trương Thiều cười, em còn bắt anh đeo cái túi da che mắt nữa không? Bạch Điệp cười theo. Theo chỉ thị thì không, nhưng giá chỉ thị có ghi thì em cũng sẽ bỏ qua, vì em khó có thể áp dụng đúng chỉ thị đối với Tôm Hùm. Tôm Hùm à? À, em quên chưa nói rõ là trong chuyến đi này, bí danh của anh là Tôm Hùm. Thật nực cười, thiếu gì tên mà Trung ương lại phải vay mượn tên tôm cá ngoài biển. Trương Thiều chưa kịp đáp, thì Bạch Điệp đã vỗ vai hắn với tiếng cười giòn giã. Anh có thích bí danh Tôm Hùm không? Thích hay không thích, hắn cũng phải chấp nhận. Tuy nhiên hắn có cảm tưởng là câu hỏi của Bạch Điệp chưa đựng một hàm ý nào khác. Hắn chợt nhớ ra, hắn ghét loài tôm sao được vì nó đã dính dáng phần nào đến chuỗi ngày thơ ấu của hai đứa ở phố Hàng Đào. Phố Hàng Đào ở bên Hồ Hoàn Kiếm, món ăn chơi thi vị nhất của dân Hà Nội dạo chơi quanh Hồ Hoàn Kiếm là bánh tôm. Một thứ bánh vàng rộm với con tôm đỏ rực được rán giòn tan ăn với rau muống trẻ tươi xanh mướt. Hai đứa còn nhỏ mà đã mê bánh tôm đáo để, Bạch Điệp thường mua cho Trương Thiều ăn và hai đứa chuyên môn ngồi dưới bóng cây của cây liễu già gần nhà ga xe điện bờ hồ để nhấm nháp vị thơm béo của chiếc bánh tôm Hà Nội. Trời ơi, tháng ngày tàn nhẫn đã trôi qua, nàng đã quá chồng, con nàng thì bị bắt, nàng làm hướng đạo cho hắn trên đường ra Bắc, còn hắn, hắn còn mối thù cha thù mẹ chưa trả. Bạch Điệp bỗng nói vào tai hắn, cẩn thận ăn kẻo té. Thì ra Trương Thiều mãi say sưa với quá khứ nên bị trượt chân. Và cũng như hồi nãy, nếu Bạch Điệp không nắm kịp vạt áo, hắn đã lăn tòm xuống biển. Mặt biển nổi lên cuồn cuộn như phong ba sắp xảy ra. Những trận gió mạnh thổi vù vù từ ngoài khơi vào mỏm đá trên bên xế cửa thạch động khiến Trương Thiều mất thăng bằng, phải xuống tấn để khỏi bổ siêu lần nữa. Trong bóng đêm mập mờ, hắn bỗng đỏ bừng hai má, như cô gái thơ ngây trong lễ tơ hồng, vì Bạch Điệp mảnh mai và yếu đuối. Bạch Điệp từng được hắn bảo vệ ngày xưa bằng cánh tay cứng mạnh, chống lại bọn con nít đồng tuổi tinh nghịch Hàng Đào. Bạch Điệp liễu bầu của quá khứ đã phớt tỉnh trước cơn giận dữ của biển cả và vũ trụ bao la. Nàng vẫn bước đều và chắc chắn trên lối đi lởm chởm. Đột nhiên, Trương Thiều lặn toát châu thần, dường như máu hắn đã đông đặc trong huyết quản vì một tiếng quát vừa cất lên, át cả tiếng gió và tiếng sóng của biển Nam Hải. Đứng lại! Vành tai bén nhạy của Trương Thiều nghe rõ tiếng lách cách rùng rợn của võ khí. Dắt 370 rút cây bút chì ra khỏi miệng, múa tròn trên tay với vẻ băn khoăn, rồi thốt lên hai tiếng cụt ngủn. Bỏ mẹ! Ngồi bên, Phạm Du, tức Dắt 371, đã quen với thói văng tục hồn nhiên, nhiều khi hoàn toàn vô cớ của bạn nên không để ý. Nhưng Dắt 370 đã lặp lại bằng một giọng to hơn khiến Phạm Du phải nhún vai. Nó biến mất rồi à? Dắt 370 giật mình. Tại sao mày biết nó mất? Phạm Du cười. Vì bộ mặt của mày có những nét đặc biệt. Tao chưa thấy thằng đàn ông mất vợ ra sao, nhưng chắc cũng chỉ có bộ mặt chưng hửng như bộ mặt của mày là cùng. Dắt 370 cúi đầu vào bản địa đồ ni lông vẽ đầy vết ngang dọc bằng bút chì mỡ. Hắn đeo mũ nghe lên tai, nhịn thở một lát như thể hơi thở có thể làm điếc tai, không cho hắn nghe được âm thanh tút tút đều đều từ cái hộp vô tuyến phát ra. Theo lời ông Hoàng căn dặn, Trương Thiều đã khởi hành với dụng cụ phát tuyến Phương Thảo. Căn cứ vào âm thanh tút tút, Dắt 370 và Phạm Du phải bám sát Trương Thiều. Bắt đầu từ xa lộ Biên Hòa, âm thanh tút tút kêu lanh lảnh trong mũ nghe. Dắt 370 khoan thai dựa cánh tay vào thành cửa, miệng phì phèo thuốc lá, trong khi chiếc DS phóng nhanh như rù trên mặt đường nhựa láng bóng và sạch như chùi. Khác với những lần thực tập đã qua, Dắt 370 phải chốc chốc gạch xóa trên bản địa đồ trắc giác. Trương Thiều đi phía trước bằng xe hơi, nên Dắt 370 không sợ hắn rẽ vào những con đường nhỏ nhằng nhịt như mắc cưỡi hai bên xa lộ. Dầu cho Trương Thiều bỏ đường lớn, chiếc DS cũng không sợ mất hút. Ống nhún của nó thuộc loại đặc biệt. Động cơ của Pháp mà ống nhún lại do Đức chế tạo. Nó có thể chạy trên đường ruộng gồ ghề êm như nệm bông. Vả lại, Trương Thiều là nhân viên của ông Hoàng. Hắn có bổn phận tạo điều kiện dễ dàng cho nhân viên của ông Hoàng bám theo sau. Thế mà đột nhiên Trương Thiều biệt tâm. Lộ trình từ đầu cầu xa lộ đến gần Vũng Tàu không có gì đáng nói. Trời nắng từng chập, những cơn mưa nhỏ thỉnh thoảng rớt xuống cảnh vật. Gió quạt hiu hiu, Dắt 370 có cảm tưởng như đang đi hóng mát ở bãi biển thần tiên miền Nam nước Pháp. Chỉ tiếc người ngồi bên hắn là được rựa, chứ nếu là đàn bà đẹp,
và là đàn bà đẹp có chồng giàu kinh nghiệm và an toàn, thì chuyến đi này của hắn lên hương tột đỉnh. Khi trời chập choạng, tiếng tút tút vẫn còn đang tiếp tục đều đặn như đồng hồ đếm giây, dắt 370 đậu xe DS sát lề, bần quần nhìn ra khơi Vũng Tàu, hàng trăm cặp trai gái thanh lịch đang nô đùa trong làn sóng biển dạt dào. Tuy ở xa, dắt 370 vẫn thấy rõ những mảng da trắng toát nổi bật trên áo tắm cũn cỡn của những cô gái nảy nở. Để giết thời giờ, hắn nhẫn nha đếm số người trên bãi đối diện, những cặp đang tắm, những cặp đang sánh vai dưới lọc dù vải nhiều màu sặc sỡ và những cô gái lang thang một mình. Đếm chán, dắt 370 quay ra đo đường cong bằng mắt và hơn một lần hắn đã phải hít hà trước những vòng ngực đồ sộ mà mắt hắn đoán phải là 95 cho đến 100 phân tây. Phản ứng tự nhiên bắt hắn vớ lấy mũ nghe, tiếng tút tút quen thuộc đã im bặt. Tiếng tút tút quen thuộc trong những đêm thực tập, quen thuộc trong cuộc rượt bắt thầm lặng từ Sài Gòn ra cấp. Tiếng tút tút làm mốc cho điệp vụ quan trọng mà hắn có bổn phận thực hiện. Âm thanh này đã im bặt một cách lạ lùng, rùng rợn. Dắt 370 rút cây bút chì ra khỏi miệng, múa tròn trên tay một lần nữa, rồi ra vẻ băn khoăn, thốt lên hai tiếng nữa. Bỏ mẹ. Phạm Du chộp lấy mũ nghe. Chỉ nửa phút sau, Phạm Du tháo mũi dằn xuống đùi, nói với giọng lo lắng. Một sự lo lắng thật sự, chứ không đượm vẻ bất cần và hợm hĩnh cố hữu. Chết cha, nó mất thật rồi. Đang ở trong hoàn cảnh nghiêm trọng, dắt 370 cũng phải bật cười. Hắn bật cười vì hắn kêu bỏ mẹ, thì thằng bạn hắn kêu chết cha. Phạm Du chê hắn là vua nói tục. Đến khi có chuyện mới biết nói tục chỉ là phản ứng tự nhiên của con người. Thấy bạn cười, Phạm Du cũng cười rộ theo. Nhưng dắt 370 chỉ cười thoáng qua rồi ngừng lại. Hắn chợt nhớ đến khóa huấn luyện Hồng Đào. Hắn chợt nhớ đến nếp sống trà đình tử quán, khoái khẩu và khoái thân ở bên kia trời Tây. Men rượu có nhát và đầy đường cong mông ngực hấp dẫn. Nếu hắn thất bại trong công tác khám phá lộ trình FM, hắn sẽ rụt xương trên mảnh đất đầy chiến tranh và chết chóc này, đầy đàn bà gầy guộc hoặc béo thu lu. Phạm Du ghé miệng vào tai hắn hỏi, lúc cuối cùng mày thấy nó ở đâu? Dắt 370 đáp, ở nơi có dấu chữ thập này. Có nghĩa là trên đường vòng núi lớn. Phải. Thấy rồi, đối diện với Thích Ca Phật Đài, nó ở đó trong bao lâu? Khá lâu, rồi nó trở lại ra đường, đi lộn về hướng nam. Tôi đến nên hắn trở lại trung tâm thành phố cũng như hồi chiều. Không ngờ, hắn lại biến mất. Chung quanh hai người, bóng tối đã buông tỏa dày đặc. Ban đêm, thị xã Vũng Tàu có thật nhiều ánh sáng. Tuy nhiên, dường như ánh sáng nhân tạo lại bị bóng tối của bờ biển át giọng. Dắt 370 đã lê chân khắp Âu Châu. Hắn nhận thấy ánh sáng những thành phố duyên hải giàu rực rỡ đến đâu cũng chịu bất lực trước sự xâm lấn hùng mạnh của bóng tối. Ở bên trái, dắt 370, thấp thoáng mặt biển màu thủy ngân, ống à ống ánh. Bãi trước thường ngày rộng thênh thang, tối lại bỗng nhỏ bé và khiêm nhường, lọt thỏm giữa hai ngọn núi bị che khuất sâu rặng dương liễu, dừa và cây bàng sum xuê. Cặp mắt sáng quắc của dắt 370 bỗng mờ nhòa, không biết có phải vì bóng tối của bãi biển hay vì những giọt nước mắt sống đột nhiên rơi xuống. Hắn vội lấy mù xoa chấm mắt, kết quả của nhiều đêm thức trắng trên sàn nhảy và trên giường nệm cao su mút đã làm hắn mang bệnh mắt, dường như bệnh đổ nước mắt sống mỗi khi chiều xuống. Phạm Du bỗng reo lên, thấy rồi, nó đây rồi. Nó đây rồi là âm thanh tút tút vừa rền vang trong mũ nghe, dắt 370 luống cuống chộp cây bút chì. Nửa phút sau, hắn thở phào như vừa trút được gánh nặng đè lên ngực. May quá, tí nữa thì chết. Phạm Du hỏi, nó vẫn ở chỗ cũ à? Vẫn ở đấy, chỉ xây dịch chút đỉnh, có lẽ nó đang chờ tiếp xúc. Này, Phạm Du, chuyện gì, mày chưa hết sợ à? Nếu nó mất tâm thì tao sẽ đứng tìm mà chết. Tao gọi mày vì tao hơi thắc mắc. Thắc mắc vì sao máy phát tuyến thần linh bị câm? Phải, điều này có nghĩa là luồng sóng của máy Phương Thảo vừa bị phá. Tao cũng nghĩ như mày, nếu đó là máy phá điện tử của GIU thì bỏ mẹ. Bọn GIU khám phá ra thằng Thiều Mù là nhân viên dị trùng của ông Hoàng. Chúng nó sẽ đưa thằng Thiều Mù vào xiếc, mày và tao cũng vào xiếc. Không khéo, mày và tao cũng sẽ bị chúng nó làm thịt cũng nên. Chết thì thôi, chết thì khỏi phải sống. Có lẽ mày khoái sống hơn tao. Tao vừa lùn vừa xí trai, lại cù lần, nên tao khoái chết. Nhưng thôi, mày đừng ngại, để tao liên lạc với ông đại tá. Theo chỉ thị, mình chỉ được phép liên lạc với Trung ương trong trường hợp tối quan trọng thật sự. Mày quên một điều quan trọng không kém, đó là ông đại tá mang số giác. Chúng mình cũng là số giác. Sợ là ông cụ tổng giám đốc đáng bậc cha chú, chứ còn dắt 28 thì việc đết gì mà sợ. Còn lại ông sát trùng dùng cái ống loa của ông. Mày cứ như vậy, thảo nào thiên hạ chẳng bắt nạt mày. Vì tao thèm xuất ngoại, họ không cho mày đi thì mày cũng đi được một mình. Tiền đâu mà đi, thiếu chó gì cách kiếm tiền.
Tao lùn thước năm, chứ giá mà tao cao to đẹp trai như mày, giá tao đủ cân lượng để làm tình với các em đầm Tây Phương thì tao đã vù từ lâu. Mày đừng giận, tao nói thật, mày ngu như con bò. Có lẽ con bò còn khôn hơn mày. Làm cái nghề đi khuya về tắt này, muốn kiếm tiền thì khó đét gì. Chỉ phất ống tay áo là tha hồ. Tao không bao giờ dám nghĩ như mày. Ừ, mày ngoan lắm. Chuyến này bố sẽ cho con xuất ngoại, con sang Mỹ nhé. Không sang Mỹ không thú lắm đâu, gái Mỹ hôi rình. Rượu Mỹ uống lại nhức đầu, thấy ông bà, ông vãi. Gái Pháp ngon lành hơn phải không con? Con nằm trong phòng có máy sưởi nóc sâm ban moon, đớp giam bông caviar lại được hít hương thơm. Cầm miệng đi. Mày càng muốn tao cầm miệng, tao càng tiếp tục nói. Ừ, mày la ông ổng từ nay cho đến thế kỷ 25, tao cũng không cấm. Sở dĩ tao yêu cầu mày tốt lại vì có hai thằng mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần đang lảng vảng phía sau. Kệ họ, Vũng Tàu là thành phố nghỉ mát đâu phải nhà riêng. Trừ phi mày là tổng thống mới cấm người lạ bén mảng đến gần xe hơi mày. Khổ quá tao không báo hoảng đâu. Khi còn ở Bà Rịa, tao đã nhìn thấy hai bộ mặt lì lợm và hai cặp kiến to tổ bố này. Phạm Du nghe lời bạn, liếc nhìn vào kiến chiếu hậu. Tuy trời tối mịt, hắn vẫn quan sát được lờ mờ phía sau. Quả như Z370 nói, hai gã đàn ông mặc sơ mi rộng thùng thình đeo kiến mát đang ngồi trên yên xe Vespa chỉ cách xe hơi một quãng ngắn. Nếu là ban ngày ban mặt, hắn đã có thể đếm được vết nhăn trên trán trong khoảng cách 3-4 thước. Hắn có cảm tưởng là hai gã đàn ông mắc bệnh bất cần, hoặc giả chúng là khách nghỉ mát, Z30 đã nhận diện lầm, hoặc giả chúng là nhân viên an ninh. Hắn hỏi Z370, mày có chắc đã gặp tụi nó ở Bà Rịa không? Phạm Dù đáp nhanh, chắc chắn 100%. Khi tao đậu xe trước quán nước và uống lave, thì hai thằng này cũng khịt khạc đậu Vespa ở phía sau. Đến gần cấp, chúng lại xuất hiện và bây giờ lại hiện ra. Nổ máy cho xe chạy đi, nếu chúng nó rượt theo là đúng. Tao đang ngứa tay, để tao múa may vài phút cho khỏe. Động cơ chiếc DS lại nổ giòn. Trong nháy mắt, chiếc xe thấp lùn tưởng như dán ép xuống mặt đất đã rướn lên và lao mình vào bóng tối. Phạm Du ngồi nhích lại gần 370, chăm chú theo dõi phản ứng của hai gã đàn ông trên xe Vespa. Nhưng hai gã đàn ông mặc áo sơ mi rộng thùng thình không hề thay đổi vị trí. Hơn thế nữa, điếu thuốc lá vẫn tiếp tục cháy đều trên môi. Xe chạy đến đường rẽ, Phạm Du mới thở phào. Mày chỉ làm tao suýt đứng tim. Lạ thật, không lẽ là tao lầm, không lẽ tao lại ngu ngốc đến thế? Giọng nói của Z370 đang đều đều như người tụng kinh bỗng rẽ lên. Ôi chao! Tiếp theo tiếng kêu ối chao của hắn là tiếng rầm của xe hơi bị đụng. Trời tối, Z370 không mở đèn, đến ngã ba lại không giảm tốc độ, cứ mắm miệng, chân đạp lút ga xăng nên tai nạn đã xảy ra. Đường phố vắng vẻ, chứ nếu có xe chạy đông đảo thì tai nạn đã xảy ra từ nãy. Phạm Du bị bắn ra khỏi chỗ ngồi, đầu hắn húc vào trần xe. Vô lăng chiếc DS thuộc loại đặc biệt, khi gặp tai nạn thì thụt vào trong, nên Z370 không bị thương, mặc dầu hai xe đâm vào nhau khá mạnh. Tuy vậy, cả Z370 lẫn Phạm Du đều tỉnh táo, họ chỉ choáng váng trong vòng 1 phút. Đèn pha của xe hơi đối diện trước mặt được bật sáng trưng. Tai nạn xảy ra là đúng, vì chiếc DS đã lấn sang 2/3 mặt đường. Z370 đã chạy trên lề trái như hắn lái xe ở London. Phạm Du hấp tấp mở cửa xe nhảy xuống. Quang cảnh trước mặt làm hắn toát mồ hôi. Dưới ánh đèn pha sáng rực, hắn nhìn thấy đầu xe DS bị móp hẳn một bên. Song xe DS bị móp không phải là điều đáng kể. Hắn có thể lái thẳng xuống biển ném luôn đi cũng chẳng hề gì. Huống hồ chỉ xích sẹo qua loa. Điều đáng kể là chiếc xe DS vừa húc nhầm một chiếc xe Jeep. Đúng hơn là một chiếc xe Land Rover sơn màu xanh lá cây. Trên mui xe Land Rover có hai ngọn đèn pha màu đỏ vừa được mở sáng. Ngọn đèn pha quay tròn gắn trên vé xe cũng vừa được mở lên. Ba ngọn đèn pha lớn bằng cái dĩa đựng súp tuôn ánh sáng đỏ máu đầy một góc đường. Z370 đã đụng nhầm một chiếc xe tuần cảnh lưu động. Kể ra thì tổn thất cũng không có gì là nghiêm trọng. Trên xe tuần cảnh thấp thoáng có hai người to lớn. Họ không bị hề hấn, bằng chứng họ đều nhảy xuống đất cùng một lượt với Phạm Du, thái độ phây phây. Về tổn thất vật chất thì chiếc Land Rover chỉ bị xây sát bên sườn, vẻ bên phải hoàn toàn nhúm gió. Trong khi đó chiếc DS của sở mật vụ lại bị méo xệch, nằm gara cả tuần mới có hy vọng hồi phục. Lệ thường, tai nạn xe cộ xảy ra là phải làm biên bản. Phải hay trái, công ty bảo hiểm và tòa án sẽ quyết định sau. Khi ấy các nạn nhân sẽ lầm lì hoặc chửi thề, hoặc tham dự một màn đấm đá ngoạn mục. Dẫu Z30 phạm lỗi lấn sang lề trái, dẫu nạn nhân là nhân viên công lực, kết quả cũng chỉ là việc làm biên bản tai nạn lưu thông. Và nếu muốn giải quyết êm thấm, Z370 chỉ cần nhấc điện thoại gọi cho viên đại diện của sở tại thị xã Vũng Tàu. Địa chỉ và số điện thoại của sở được ghi sẵn trong bản giấy nằm gọn trong bóp của Z370. Nhưng theo chỉ thị, Z370 và Phạm Du không được phép cho bất cứ ai biết họ đang có mặt ở cấp. Lời nói sang sảng của ông đại tá còn ngân vang trong trí nhớ của Z370. Bất cứ ai,
Các anh nhớ chưa? Bất cứ ai cũng không được biết là hai anh đang hoạt động tại cấp. Tôi không giấu giếm hai anh rằng những người không thân thiện với sở đang rình rập khắp nơi đông như kiến cỏ. Tôi dùng danh từ những người không thân thiện với sở mà không dùng danh từ địch. Vì địch bao gồm Trung ương Cục Miền Nam, Quốc tế Tình báo sở, GRU, KGB, mà còn bao gồm một số khác vỗ ngực là bạn như Phòng Nhì Pháp, IS Anh Quốc và CIA Hoa Kỳ. Đôi khi họ cũng muốn xía vào chuyện riêng của ta. Tôi xin nhắc lại, trong trường hợp hai anh lộ diện, công tác của sở có thể bị thất bại. Vì vậy tôi cho hai anh toàn quyền hành động, miễn sao bảo vệ được sự an toàn của công tác. Hậu quả ra sao, sau này sẽ liệu. Hậu quả ra sao, sau này sẽ liệu. Câu nói của Đại tá Văn Bình có nghĩa là Z-370 phải tìm ngay phương pháp bịt miệng hai nhân viên tuần cảnh trên xe Land Rover. Không biết vì hắn đã phí phạm quá nhiều sinh lực trong các cuộc làm tình và đánh bạc vũ bão ở bên kia trời Tây, hay vì hắn mới hồi hương còn lạ nước lạ cái mà Z-370 có vẻ chần chờ. Nếu được đứng gần hắn và quan sát đầy đủ nét mặt hắn, người ta còn thấy Z-370 tái mét như tàu lá chuối, gần bàn tay run bắn lên. Ngược lại, Phạm Du vẫn bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi có thể tưởng lầm là hắn đang đeo mặt nạ. Mặt hắn không lộ mảy may xúc động, hắn nhảy vèo xuống mặt đường trong khi Z-370 còn đang lúng túng trên xe. Thật ra Phạm Du cũng nghĩ đến lời dặn của ông đại tá, nhưng lại là một lời dặn khác. Ông đại tá đã dặn riêng hắn và dặn những điều quan trọng hơn nhiều. Phạm Du thấp thua Z-30 gần nửa cái đầu, dáng đi bàn bạch như dáng đi vịt bầu. Thoạt trông, ai cũng cho hắn là quán quân của sự lừng khừng và chậm chạp, hoàn toàn bất lợi với nghề điệp báo hành động. Nhưng đến khi hắn thót xuống nhanh như điện xẹt, thì kẻ có trái tim bằng thép cũng phải hoảng hồn. Té ra cái mã ngoài của hắn chỉ là một sự giả vờ để đánh lừa những đối phương kém kinh nghiệm. Hai nhân viên tuần cảnh nhảy xuống phía sau Phạm Du độ nửa phút. Nửa phút nghĩa là 30 giây đồng hồ. Trong khoảng thời gian 30 giây này, Phạm Du có thể ra tay một cách hữu hiệu. Tuy nhiên, hắn phải chờ đợi vì hai nhân viên của xe Land Rover tuần cảnh không phải là người Việt nhỏ thó mà là người phương Tây. Gã nào cũng cao lêu nghêu, ít ra là hơn hắn hai cái đầu. Về bề ngang thì hai Phạm Du chụm lại cũng chưa sánh kịp. Phạm Du không ngán sự to cao của hai gã quân cảnh ngoại kiều. Điều làm hắn ngán là khẩu súng kết xù đã nằm gọn trong bàn tay lông lá của gã đi trước. Nếu Phạm Du tấn công, hắn sẽ nhả đạn. Quân cảnh là một trong các binh chủng thường phá kỷ lục về bắn súng ngắn. Trong vòng 3 mét, lẽ nào gã quân cảnh lại có thể bắn trật mục tiêu? Phạm Du đành phải kiên trì chờ đợi. Gã cầm súng tiến lại gần đối phương, quát giọng ồm ồm bằng tiếng Anh. Đồ ngu! Thật may cho Phạm Du. Giá hai gã quân cảnh ngoại kiều phát ngôn đúng phép lịch sự, dầu chỉ là lịch sự tối thiểu, Phạm Du sẽ chùn tay phần nào. Hắn vẫn sẽ tấn công, song chỉ dùng đòn nhẹ, đủ xô hai cái tủ gương lớn nhào xuống đường lộ và ngất đi trong vòng 5-7 phút, để hắn có thời giờ kéo Z-370 lên chiếc DS và phóng thẳng một lèo. Tiếng quát đồ ngu không làm Phạm Du tức giận, trái lại lại làm hắn tỏ ra sung sướng, như thể vừa được một giai nhân ngon lành hôn thật da diết vào môi. Hắn không lên tiếng trả lời, bàn tay thô tháp của hắn đã lên tiếng thay cho cái miệng. Hắn bước kéo sống bàn tay hạ xuống, cườm tay tên quân cảnh ngoại kiều lớn bằng cái cột, tưởng chừng búa tạ đập vào cũng không rung, vậy mà phát ATMI bằng cạnh bàn tay bé hạt tiêu của Phạm Du đã đánh tuột khẩu súng khỏi hộ khẩu. Nạn nhân ôm tay nhăn nhó, Phạm Du tiến lên tặng thêm cùi tay vào rốn đối phương. Bụp một tiếng, khuỷu tay của Phạm Du choang vào giữa vị trí yếu nhất ở trung bộ thân thể đối phương, thùng nước lèo đầy mỡ lá và mỡ nước bị đập thật mạnh. Rung chuyển đến tận óc, nạn nhân ngã ngồi xuống đất và Phạm Du chỉ gạt nhẹ bằng bàn chân là gã khổng lồ nằm thẳng cẳng trên mặt đường nhựa. Z-370 cũng đã lao vào tên quân cảnh đi sau. Tuy cao lớn và có bộ vó vững chãi, Z-370 lại bết bát hơn Phạm Du nhiều. Phép đánh ATMI của hắn khá nhanh nhẹn, song thiếu hẳn sự chính xác cần thiết. Hắn nhằm mê huyệt gần vú, phát ATMI lại rơi vào hông. Kết quả là nạn nhân chỉ bị đau chứ không hôn mê. Con người bị đánh đau thường hăng tiết. Gã quân cảnh hăng tiết quét một cú trời giáng vào ngang mặt, Z-370 phải né trối chết mới khỏi ăn đòn thù té xỉu. Tuy nhiên đòn tập kích ghê hồn của đối phương khiến Z-370 chột dạ. Hắn lùi ngay lại tìm cách thủ thế, không dám nghĩ đến việc giải quyết thần tốc như trước nữa. Gã quân cảnh thuộc hạng đàn ông ỷ thế hiếp cô nên cũng bắt đầu kém tin tưởng. Sau khi không hạ được Z-370, bạn hắn lại bị Phạm Du đánh ngã chống kềnh. Hắn không tin tưởng mấy vào khối thịt của hắn, mà chỉ nghĩ đến sự giúp đỡ hùng hậu của lực lượng an ninh trong thị xã. Vì vậy, Phạm Du lùi thì hắn cũng lùi. Nhưng Phạm Du lùi lại để lựa chọn vị thế tấn công tiếp, còn hắn lùi lại là để nâng cây còi đeo lủng lẳng nơi cổ lên môi. Gã quân cảnh đã thập được cái xíp lê vào miệng, nhưng hắn chưa có thời giờ cầu cứu vì Phạm Du đã phóng ngọn cước chân trái trúng mặt hắn. Phạm Du chỉ lùn ngủn một khúc.
Vậy mà cái đá của hắn vẫn chạm trúng mặt gã quân cảnh Cao Tầm Ngồng, dường như xương chân của Phạm Du đã được nối thêm trong khi vận dụng độc cước. Dắt 370 đánh hết mình cả tay lẫn chân, nhưng gã quân cảnh vẫn chưa bị xê sát. Ngược lại, Phạm Du chỉ phóng một ngọn cước là trở ngại đã bị thanh toán gọn gàng. Gã quân cảnh to béo ngã ngửa ra đằng sau, ót hắn va mặt vào đầu xe Land Rover. Tội nghiệp cho hắn, Phạm Du không chủ tâm hạ độc thủ, chẳng qua đầu xe Jeep sắc cặn và được uốn bằng tôn cứng, nên gã quân cảnh bị bất tỉnh, hai chân dãy đằn đặt mấy cái rồi im lìm.